Trước sau đó mình sẽ vào phần đệm hát cụ thể nhé. Hợp âm của bài này đầu tiên mình sẽ có son trưởng ký hiệu là chữ G nè. Tiếp theo là âm re trưởng ký hiệu là chữ D. Hợp âm mi thứ 7 ký hiệu là chữ M7. Hợp âm C thứ 7 ký hiệu là chữ BM7. Các bạn giữ hết tất cả các dây của ngăn thứ hai như thế này nhé. Rồi tiếp theo là âm Do major 7. Đây, mình đặt một ngón ở đây là được. Hợp âm C7 ký hiệu là chữ B7. Hợp âm La thứ ký hiệu là chữ AM. Hợp âm Mi thứ ký hiệu là chữ EM. Ở khổ đầu tiên các bạn có thể đệm công thức rất là đơn giản như sau. Chập 42 3 2 1. Làm lại nha. Chập 42 tức là các bạn sẽ móc dây 4 và dây số 2 lên cùng một lúc. Rồi tiếp theo các bạn sẽ đánh dây 3, 2, 1. Chập 3, 2, 1. Rồi thử vô hợp âm son trưởng nè. Chập 3, 2, 1. Sau đó các bạn sẽ để cho nó ngân tự do cho đến khi nào các bạn thấy cái hợp âm mới xuất hiện thì lúc này mình mới chuyển hợp âm. Rồi chuyển qua hợp âm re trưởng cũng đánh tương tự. Chập 3, 2, 1. Đó, được không? Các bạn xem cái hợp âm nó đứng ở trước chữ nào thì mình sẽ đánh đến cái chữ đó là mình chuyển hợp âm. Rồi, câu đầu tiên nhé. Câu thứ hai là có mi thứ 7 và si thứ 7. Rồi, mi thứ 7 nè. Si thứ 7. Rồi, bây giờ Dung sẽ hát mẫu hai câu đầu nha. Lời chia tay mà em nói từ mấy đến câu tiếp theo. Thật chứ làm sao giữ được bàn tay em, là nó có bốn hợp âm. Thì bốn hợp âm này các bạn sẽ chỉ đánh là chập 3 2, sau đó mình chuyển hợp âm ha. Dụ Do major 7 nè. Chập 3 2. Rồi tiếp re trưởng. Rồi qua C7. Chập 3 2. Rồi qua mi thứ 7. Chập 3 2. Được không? Làm lại nè. Do major 7 thì cái Do major 7 lúc mà mình đánh chập 3 2 này mình không có đụng vô dây số 1 cho nên các bạn khỏi bấm cũng được ha, hoặc là mình bấm để mình tập chuyện hợp âm cho quen tay cũng được. Chập 3 2 re C7 mi thứ 7. Rồi sau đó đến cái câu cố níu nhưng tình ta đã hết rồi là la thứ và re trưởng.
thì mình lại đánh trở lại công thức như ban đầu là thử nè, chập 3 2 1 nghỉ, rồi re trưởng chập 3 2 1 nghỉ. Đó, khổ đầu tiên rất là dễ như vậy. Bây giờ chúng sẽ hát lại từ đầu ha. Lời chia tay mà em nói tựa mây bay, khiến anh nghĩ tất cả chỉ là mơ. Thật chưa sẽ sử dụng công thức khác ha. Mình sẽ đánh công thức như sau: chập 3 2 3 1 nghỉ 2 3. Thì cái chập đầu tiên các bạn có thể chập dây 4 với dây 2 như hồi nãy cũng được, hoặc là các bạn có thể chập 4 dây cũng được. Đó, chập 4 dây là mình móc 4 dây lên cùng lúc như thế này. Rồi, 3 2 3 1 nghỉ 2 3. Chập 3 2 3 1 nghỉ 2 3. Được không? Làm lại nào. Chập 3 2 3 1 nghỉ 2 3. Rồi vô thử hợp âm là sam trượng. Chập 3 2 3 1 nghỉ 2 3 re trượng. Đến cái câu mà dù có gọi thời gian trở lại nơi đây là nó có bốn hợp âm đó, thì các bạn sẽ chỉ đánh là chập 3 2 3. Đó, các bạn chỉ đánh đến đó thôi. Chập 4 3 2 3. Đó, dù có gọi thời gian trở lại nơi đây ha. Đô major 7 nè. Chập 4 3 2 3 re trưởng. C 7. Mi thứ 7. Rồi tiếp theo đến câu cuối, lý trí anh vẫn để người bước đi, là có hợp âm la thứ này, đô major 7 với re trưởng. Thì cái la thứ với đô major 7 các bạn cũng đánh cái công thức ngắn. La thứ là chập 4 3 2 3. Rồi đô major 7 cũng vậy luôn. Chập 4 3 2 3. Rồi qua re trưởng là mình sẽ đánh công thức dài trở lại ha. Chẳng muốn nghĩ, chỉ còn nỗi buồn vây. Một là mình sẽ rải, hai là quạt ha. À, nếu mà mình rải thì mình sẽ đánh công thức như sau: chập 4 3 chập 2 1 3 chập 2 1 3 2 1 3. À, chập 2 1 có nghĩa là các bạn sẽ móc dây 2 và dây 1 lên cùng một lúc. Được không? Thì cái 2 1 dùng để trong ngoặc đó, tức là các bạn sẽ móc 2 dây lên cùng lúc ha. Rồi cái cụm mà 3 2 1 thì mình sẽ lặp lại là 3 lần ha. Mở đầu là chập 4, xong tiếp theo là 3 chập 2 1, rồi lần nữa, rồi một lần nữa, rồi kết thúc bằng dây số 3. Rồi mình sẽ làm liên tục đều đặn nha. Chập 3 2 3 2 3 2 3. Làm lại nè. Chập 3 2 3 2 3 2 3. Đó, mỗi hợp âm mình cũng làm vậy là một lần nè, xong trượng nè. Chập 3 2 3 2 3 2 3 re trưởng. Mi thứ re trưởng. Cuộc đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao duyên chơi chẳng thâu. Trời mưa ngâu ngon sớt lâu.
cái chỗ mà rằng em ổn chứ, là các bạn sẽ thấy nó xuất hiện hai hợp âm son trưởng trước chữ chứ. Rằng em ổn chứ thì mình sẽ chỉ đánh một nửa công thức thôi, đó là chập 4, 3, chập 2, 1, 3. Xong rồi các bạn chuyển qua mi thứ 7, chập 4, 3, 2, 1, 3 ở đằng sau chữ chứ, được không? Mình chỉ đánh một nửa vậy thôi. Giờ Dung sẽ hát lại câu này nha. Điều anh muốn nói rằng em ổn chứ, tình yêu đôi khi có nếu chưa chẳng đã về với nhau, điều gì khiến mắt lệ chẳng hết đi, ngày em đi trời mất chi, vì anh đã không còn nơi đây, ngày chia tay lại đến nay, gọi mưa cao đến buồn thêm sương lạnh trong câu buồn thêm sương lạnh trong đêm, là có hợp âm si thứ 7 và hợp âm mi thứ 7. Thì cái hợp si thứ 7 các bạn cũng đánh công thức ngắn là chập 4, 3, 2, 3, sau đó chuyển qua mi thứ 7, chập 4, 3, 2, 3. Đó, còn lại những hợp âm kia thì các bạn sẽ đánh công thức dài ha. Còn cách thứ hai là mình sẽ quạt, thì mình quạt công thức ballad thôi, tại vì những cái bài ballad này các bạn chỉ sử dụng những công thức quạt ballad là nó phù hợp nhất. Mình sẽ chơi công thức như sau. Xuống, xuống, lên, lên, phần hợp âm này. Các bạn đánh xong kết thúc công thức là các bạn phải chuyển hợp âm ngay lập tức, và mình sẽ quay trở lại từ đầu công thức ha. Son trưởng nè. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên, re. Lên, lên, xuống, 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 lên, mi thứ. Re trưởng. Được không? Khi nào các bạn quạt quen tay rồi mình mới vô câu hát nha. Và các bạn nhớ là cái chỗ nào mà nó có hai cái hợp âm ở cái câu là rằng em ổn chứ, là có son trưởng với cái mi thứ 7 đó, thì cái này chỗ này các bạn phải chia đôi cái công thức quạt này ra. Thì cái son trưởng là sẽ quạt xuống hai cái, xuống, xuống, sau vậy bỏ cái ngón áp út ra, các bạn sẽ đánh cái đuôi còn lại là lên, lên, xuống, 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 lên, được không? Ở cái chữ là rằng em ổn chứ ha. Còn đến cái khổ thứ hai là nó có cái câu buồn thêm sương lạnh trong đêm, thì cái chỗ này là nó có hợp âm si thứ 7 và mi thứ 7, thì mình cũng chia y chang như son trưởng với mi thứ hồi nãy luôn. Si thứ 7 nè, xuống, xuống, xong rồi các bạn buông cái ngón này với ngón này ra thì nó sẽ thành hợp âm mi thứ 7, là mình sẽ quạt cái đuôi còn lại là lên, lên, xuống, 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 lên. Rồi mình làm lại nè. Si thứ 7, xuống, xuống, mi thứ, lên, xuống, 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 lên. Đó, ví dụ các bạn buông ra mà ngón út yếu á, thì các bạn để hợp âm như thế này, xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ hát mẫu nha. Đời đã nói mình dành cho nhau, tại sao dưới trời trắng tốt nha. Nếu mà các bạn cần mua đàn thì liên hệ shop của Dung nhé.